Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ review những đĩa DVD phim bộ của diễn viên Chung Tử Đơn đóng nha các bạn. Diễn viên Chung Tử Đơn thì các bạn biết qua những bộ phim điện ảnh, còn phim bộ thì anh đóng rất là ít. Nhưng đây là bộ sưu tập của mình, gồm một số bộ phim của diễn viên Chung Tử Đơn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ phim Dẫn Mệnh Mê Cung. Bộ này là của hãng TVB Hồng Kông sản xuất nha các bạn. Bộ này thì Chung Tử Đơn đóng vai phản diện nha các bạn. Diễn viên chính là Tăng Dĩ Quyền. Bộ này xem rất là hay. Bạn nào chưa xem thì có thể vào xem nha. Phim này bộ có hai đĩa. Đây, bề mặt sau thì có nội dung của phim, các bạn có thể xem nha. Phim này rất là hay. Bây giờ mình sẽ mở bên trong cho các bạn xem. Đĩa này thì mình mua rất là lâu rồi nên in ấn cũng không được đẹp mắt cho lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ để xem một bên và mình sẽ review đĩa tiếp theo cho các bạn xem. Mình mở vô nha các bạn cho nó rõ. Tiếp theo là bộ phim Hồ Sơ Tội Lỗi của Chung Tử Đơn và Quang Lý Kiệt. Bộ này còn có tên gọi khác là Trinh Sát Sông Hùng. Đến mình mua là US lồng tiếng nha các bạn. Sau này thì SCTV9 có phát sóng lại và được lồng tiếng của SCTV. Nhưng mà mình thích bản lồng tiếng cũ này hơn. Nghe rất là hay. Bộ phim này cũng khá là hay, nhưng mà tập thì rất ít. Bộ này thì chọn bộ thì có hai đĩa. Bộ này xem hình ảnh rất là đẹp, không có nén. Phim rất là hay. Mặt sau thì cũng có nội dung của phim. Bây giờ mở trong cho các bạn xem. Mấy bộ này thì mình mua trên 10 năm rồi đó các bạn. Bộ này thì được cái nắng khá là đẹp nha. Các bạn hãy xem qua nha. Rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ qua một bên cho review đi khác cho các bạn xem. Tiếp theo thì bộ phim Phi Hổ Quần Anh. Bộ này thì được quay trước bộ phim Hồ Sơ Tội Lỗi nha các bạn. Bộ này ra mắt khá là thành công nên TVB tiếp tục cho diễn viên Chung Tử Đơn và Quang Lý Kiệt hợp tác cùng nhau. Ở thời điểm này thì Chung Tử Đơn chưa được nổi tiếng như lúc sau này. Sau này anh nổi tiếng với những dòng phim võ thuật điện ảnh hơn là dòng phim hành động của TVB. Hình ảnh rất là đẹp. Ngày xưa thì mình rất là mê diễn viên Chung Tử Đơn. Mình mua khá là nhiều phim. Phim bộ cũng có và phim lẻ cũng có. Nhưng phim bộ của Chung Tử Đơn ngày xưa mua khá là hiếm. Mình đặt rất là lâu người ta mới có. Thời điểm ngày xưa Chung Tử Đơn rất là nổi tiếng, nhiều người yêu thích nên đĩa bán khá là chạy. Nên mình phải đặt lâu lắm người ta mới có hàng mới về. Bây giờ mình sẽ mở bên trong cho các bạn xem nha. Bộ này thì cũng được in ấn không đẹp mắt cho lắm. Chỉ có phun một lớp màu lên thôi, không được đẹp mắt như chiếc đĩa như thế này. Đĩa này in rất là đẹp. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ đĩa phim Tinh Võ Môn. Bộ này thì của hãng ATV Hồng Kông sản xuất nha các bạn. Có diễn viên Chung Tử Đơn và Nghĩ Văn là hai diễn viên chính. Bộ này xem khá là hay. Bộ này thì mình mua sau bộ phim Hồng Hy Quang. Hồng Hy Quang thì một lát nữa mình sẽ review cho các bạn xem sau nha. Phim này cũng được sản xuất sau phim Hồng Hy Quang á. Hồng Hy Quang thì ngày xưa cũng rất là nổi tiếng. Phim này thì cũng nổi tiếng không kém. Những cảnh đánh đấm rất là đẹp mắt.
mấy bộ phim này thì bây giờ mình vẫn ngồi xem được luôn. Tại mình giữ đĩa cũng khá là kỹ. Mấy bộ này thì mình không có cho ai mượn hết, nên tới giờ mình vẫn còn xem được. Có một số bộ phim khá là hay mà mình cho người ta mượn, xong rồi nhiều bộ thì mất, rồi có nhiều người thì giữ kỹ đĩa không được kỹ nên phim mình xem không được. Chung đơn thì ngày xưa mình rất là thích nên mình không có cho ai mượn hết. Bên trong bộ này cũng được in khá là đẹp. Bây giờ mình sẽ bỏ xe bộ này sang một bên, review bộ phim tiếp theo cho các bạn xem. Còn phim Hồng Y Quang thì mình sẽ review cuối cùng nha các bạn. Hồng Y Quang thì mình có hai bản HD chính nha. Bộ phim tiếp theo là bộ phim Truy Sát Hào Hùng, có diễn viên Chung Tử Đơn và Châu Tinh Trì, hai diễn viên này hợp tác cùng nhau nha các bạn. Xem phim này rất là hay, bạn nào chưa xem thì vào web để xem nha. Phim này khá là ok. Bộ này cũng là do US làm tiếng luôn, nhưng mà hãng này đặt là pha phim, người ta ngày xưa không có để đúng như cái ý của mình, giờ mình nhầm là pha phim. Bộ này bên trong cũng được in ấn khá đẹp. Bộ này với bộ phim Hồ Sơ Tội Lỗi và Vận Mệnh Mê Cung là cùng một hãng hãng đĩa sản xuất luôn nha các bạn. Này, mã số của hãng đĩa này, bên đây thì có hãng này, các bạn có thể xem hai chiếc đĩa này in ấn khá đẹp. Mình rất là hài lòng với những đĩa mà in ấn như thế này. Bây giờ mình sẽ bỏ sang một bên và review hai bộ phim cuối cùng là bộ phim Hồng Hy Quang. Hồng Hy Quang thì bộ này thì gồm có hai đĩa của US lồng tiếng nha các bạn. Hồng Hy Quang thì ngày xưa thời mà mình thuê băng thì có của pha phim, nhưng mà tới thời đĩa thì pha phim không có, mình mua chỉ có toàn là US lồng tiếng thôi, nhưng xem cũng khá là hay. Phim này ngày xưa mình rất là thích luôn. Mở bên trong cho các bạn xem. Bộ này thì đĩa này là đĩa DVD 5 và mình có cả bản DVD chính luôn nha các bạn. Đây mình sẽ để giới thiệu cho các bạn đĩa DVD chính. DVD chính thì trọn bộ gồm có 3 đĩa, nhưng mà mình bị thất lạc mất đĩa 1 rồi, không biết là ở nhà có để lạc ở đâu của mình hay không, mình tìm hoài không có ra. Nhưng mà mấy bộ phim này thì giờ mình chỉ là để sưu tầm lại thôi, chứ trên mạng thì cũng có khá là nhiều. Đây là những đĩa của đĩa DVD chính, bạn có thể xem. Đĩa 3, bộ này thì trọn bộ chỉ có 25 hay là 30 tập gì đó thôi, nhưng mà hãng đĩa DVD chính làm chất lượng cho đẹp nên người ta làm tới 3 đĩa rồi. Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký và một lượt chia sẻ nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào các bạn.